trong bối cảnh xung đột căng thẳng, Ukraine bất ngờ để ngỏ khả năng đàm phán với Nga và một quốc gia thành viên NATO đang chuẩn bị trao đổi trực tiếp với Tổng thống Putin, tạo ra bước ngoặt tiềm năng trong cuộc xung đột Đông Âu. Tại chiến trường Kursk, binh sĩ Ukraine phải đối mặt với sức ép khổng lồ từ phía Nga, dẫn đến làn sóng tháo chạy ồ ạt. Trong khi đó, NATO nhận được tín hiệu cầu cứu từ Kiev khi Ukraine gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc phòng thủ. Mặc dù Pháp đã tích cực huấn luyện binh sĩ Ukraine và cung cấp vũ khí danh tiếng của mình, Nga đã thành công trong việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này, khiến Paris phải đối mặt với thách thức lớn trong cuộc xung đột kéo dài. Nga đã lên tiếng cảnh báo Israel một lần nữa, nhấn mạnh rằng mọi hành động tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran có thể đẩy khu vực vào vòng xoáy căng thẳng không thể kiểm soát, làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa các cường quốc. Trong tình hình an ninh đang được thắt chặt tại châu Âu, một vật thể lạ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Rumani, buộc nước này phải điều động máy bay chiến đấu xuất kích khẩn cấp, dấy lên lo ngại về các mối đe dọa tiềm tàng. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi cập nhật liên tục. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba, nhưng Kiev vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra. Trên chiến trường, quân đội Ukraine đang mất dần vị thế dưới áp lực mạnh mẽ từ lực lượng Nga, trong khi đất nước bị tàn phá nghiêm trọng. Tình hình hiện tại cho thấy giải pháp quân sự không còn khả thi. Cả Mỹ, châu Âu và Ukraine đang dần thay đổi quan điểm, chuyển từ mục tiêu giành chiến thắng sang cân nhắc phương án giải quyết xung đột bằng con đường đàm phán hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu hai lựa chọn để giải quyết xung đột với Nga. Đó là nước này sẽ gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, hoặc nếu không, sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong đó Ukraine đang thiên về giải pháp thứ nhất. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi ông Zelensky trình bày chi tiết kế hoạch chấm dứt xung đột trước Quốc hội Ukraine. Bản kế hoạch bao gồm 5 điểm chính thức và 3 điểm bí mật chỉ được chia sẻ với một số đối tượng nhất định. Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang bước sang năm thứ ba. Kiev không đạt được các mục tiêu của mình. Trên chiến trường, quân đội Ukraine đang mất dần vị thế trước áp lực của lực lượng vũ trang Nga, đất nước bị tàn phá nặng nề. Tình hình trên chiến trường cũng như trên thế giới cho thấy cuộc xung đột không thể giải quyết được bằng quân sự. Mỹ, các nước châu Âu và cả Ukraine đang thay đổi quan điểm từ mục tiêu giành chiến thắng và giải phóng lãnh thổ sang chấp nhận việc giải quyết xung đột thông qua đàm phán hòa bình. Trong một cuộc họp báo tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng gặp Nga tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai, bởi vì tất cả các đồng minh của chúng tôi, kể cả những người thân cận nhất, luôn luôn đứng về phía chúng tôi trong cuộc chiến với Nga, đều nói rằng Nga nên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Nga là một bên đang chiến đấu chống lại Ukraine, do đó không thể kết thúc chiến tranh nếu Nga không tham gia." Đồng thời, gần đây, ông Zelensky đã nói về sự cần thiết phải tổ chức một hội nghị hòa bình khác với sự tham gia của Nga sau hội nghị Bugenstock. Đây là sự thay đổi trong cách tiếp cận của Ukraine sau khi Kiev loại trừ Moscow khỏi hội nghị thượng đỉnh đầu tiên. Ở một diễn biến khác, phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Scholz đã đưa ra tuyên bố này trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU được triệu tập ngày 17 tháng 10. Đầu tháng 10 vừa qua, ông Scholz cũng cho biết ông muốn gọi điện để nói chuyện với ông Putin. Đáng lưu ý, Đức là thành viên NATO ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột chống Nga. Các lực lượng vũ trang Nga đang làm chủ trên chiến trường và giành được quyền kiểm soát đối với nhiều vùng lãnh thổ gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Nhân cơ hội Mỹ hiện đang bận tâm với bầu cử tổng thống và cuộc xung đột ở Trung Đông, Nga đang tăng cường tấn công và giành được nhiều thắng lợi ở mặt trận Donbass. Trong khi đó, quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường do thiếu vũ khí đạn dược, thậm chí cả quân số. Nhiều tuyến phòng thủ bị phá vỡ, quân Ukraine phải rút lui khỏi nhiều chiến tuyến. Đức là một trong những nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine, nhưng cũng có kế hoạch giảm một nửa viện trợ quân sự cho Kiev vào năm tới và đang do dự về việc cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa Taurus, hệ thống mà Kiev từ lâu đã yêu cầu để đánh vào các đường tiếp tế và bệ phóng tên lửa của Nga. Các phương tiện truyền thông cho biết Ukraine đang xem xét khả năng đổi đất lấy hòa bình, giao lại các vùng lãnh thổ đã mất cho Nga để chấm dứt xung đột, việc gia nhập NATO và các đảm bảo an ninh khác.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bác bỏ thông tin các quan chức ngoại giao Ukraine đã thảo luận với phương Tây về ý tưởng đổi đất. Thiếu tướng Avdi Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga tuyên bố, nhiều thành viên đơn vị tinh nhuệ của Ukraine tham gia chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga đã đầu hàng vì không còn khả năng chiến đấu và tố cáo phía Ukraine đã tung đòn tâm lý, tạo ra tin giả để ngăn cản quân đội của mình đầu hàng. Ngoài ra, trong bối cảnh có các báo cáo về việc Nga bắt giữ hàng loạt binh sĩ Ukraine ở khu vực Lyubimovka, cảnh quay cuộc tháo chạy khỏi vùng Kursk của lực lượng Kiev cũng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cảnh quay bằng UAV Nga cho thấy binh sĩ Kiev đã vứt bỏ vũ khí trang bị hạng nặng và xe cơ giới. Theo kênh Reuters, lực lượng Kiev xâm nhập vào vùng Kursk đã thực sự sụp đổ quy mô lớn ở Malaya-Lugnia. Đây là khu vực đông dân cư duy nhất còn lại mà qua đó họ vẫn có thể thoát khỏi vòng vây khép kín của Nga, nhưng cơ hội rút lui an toàn đang mờ dần trước mắt họ. Lực lượng Nga cũng đã đạt được thành công trước đó và đang thực sự chuẩn bị nhốt các đơn vị Kiev trong tọa độ lửa, tiếp tục kiểm soát lại nhiều vùng lãnh thổ, hạ gục lực lượng Kiev. Ở quận Korenevo, lực lượng Kiev cố gắng tấn công vào Zeleny Sliak và các ngôi làng ở phía nam, nhưng họ đã phải rút lui với tổn thất nặng nề. Trong bối cảnh các báo cáo về việc Nga bắt giữ nhiều binh sĩ đối phương ở khu vực Lyubimovka, cảnh quay về các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine đang rút chạy đã lan truyền chóng mặt. Rõ ràng, họ đã bị tập kích hỏa lực gần Tolstoy Luk, nơi hình thành vòng vây có nút cổ chai rất hẹp. Tại quận Sudza, cuộc tấn công không thành công khác của lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi nhận ở khu vực lân cận Ruskaya Konopenka. Đánh giá theo cảnh quay kiểm soát mục tiêu mới nhất, các đội hình Kiev ở Plekhovo cũng đang bị bao vây và ngôi làng có thể thất thủ trong tương lai gần. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không ngừng kêu gọi các nước thành viên Liên minh quân sự NATO gửi binh sĩ để bổ sung vào hàng ngũ các lực lượng vũ trang Ukraine, VSU. Ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, thông điệp của chúng tôi gửi tới tất cả các nước là hãy chuẩn bị những lữ đoàn, họ có thể là lực lượng dự bị và thay thế cho nhân lực đang dần kiệt quệ của chúng tôi trên tiền tuyến. Đại sứ Ukraine tại Anh, ông Valery Zaluzny cũng cho rằng nước này đang rơi vào tình trạng xung đột kéo dài mà gần như không thể thoát ra được. Ông cũng chỉ trích phương Tây vì không cung cấp đủ vũ khí cho Kiev trong năm 2023. Theo ông Zaluzny, Ukraine đã không đạt được những thành công đáng kể trong cuộc phản công vì điều này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, NATO đang thành lập một bộ chỉ huy mới ở Wiesbaden của Đức nhằm điều phối viện trợ và huấn luyện cho quân đội Ukraine, cũng như thực hiện cam kết cung cấp cho Kiev 40 tỷ euro hỗ trợ quân sự. Ông khẳng định, NATO đang hỗ trợ cho Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron vừa qua đã đến thăm trại huấn luyện và dự lễ khai mạc khóa đào tạo mới dành cho binh sĩ Ukraine đặt tại phía đông nước Pháp. Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Pháp, trại huấn luyện cho binh sĩ Ukraine được đặt tại vùng Grand Est nằm ở phía đông nước Pháp, gần về phía biên giới nước Đức. Trại này được thiết kế để mô phỏng điều kiện thực chiến tại Ukraine nhằm giúp các binh sĩ có thể chiến đấu hiệu quả ngay sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Khóa học kéo dài 2 ngày với 2.300 binh sĩ thuộc lữ đoàn 155 của Ukraine tham gia, tập trung vào công binh, pháo binh, giám sát và trinh sát trên không dưới sự huấn luyện của lực lượng lục quân Pháp. Đây còn được gọi là lữ đoàn Pháp của quân đội Ukraine với cái tên Anna of Kiev. Tổng thống Pháp trong bài phát biểu gần đây đảm bảo binh sĩ lữ đoàn Anna of Kiev sẽ được huấn luyện và trang bị đầy đủ, bậc nhất. Song song với đó, các trang thiết bị hiện đại mà lữ đoàn sử dụng sẽ được vận chuyển tới tiền tuyến khi các binh sĩ của Anna of Kiev tham gia chiến đấu. Lữ đoàn này được kỳ vọng là sẽ làm nên chuyện trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra với nhiều bất lợi cho phía Kiev. Mặc dù vậy, mới đây, đại tá quân đội Pháp đã nghỉ hưu, cựu cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Alain Covest, đã đưa ra một vài nhận xét đáng lưu ý liên quan đến lữ đoàn Anna of Kiev. Cụ thể, chia sẻ với hãng thông tấn TASS của Nga, ông Covest cho biết lữ đoàn cơ giới số 155 của lực lượng mặt đất Ukraine do Pháp huấn luyện và trang bị sẽ nhanh chóng bị đánh bại trong các trận chiến chống lại quân đội Nga. Đại tá Covest nhấn mạnh, lữ đoàn này sẽ không thay đổi được cục diện cuộc xung đột và sẽ bị tiêu diệt bởi pháo binh và sức mạnh vũ khí của Nga. Hơn nữa, trong những trận chiến như vậy, đơn vị trên cũng chưa có được ưu thế quyết định đến từ trên không. Theo ông Covest, vũ khí do Pháp cung cấp mà lữ đoàn nhận được về cơ bản là tốt, nhưng chúng vẫn chưa đủ và không phù hợp để chống lại quân đội Nga giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Để đơn vị trên hoạt động hiệu quả, Pháp cần phải tiến hành vũ trang cho quân đội Ukraine, thậm chí tới một binh đoàn binh chủng hợp thành hoàn chỉnh,
bao gồm cả lực lượng phòng không và không quân. Từ những gì đang xảy ra trên tiền tuyến, có thể thấy vũ khí của Pháp viện trợ cho Ukraine vẫn chưa thực sự phát huy được hết công dụng. Nhiều trường hợp đã bị Nga loại bỏ khi vừa xuất hiện. Điển hình là Caesar, pháo tự hành lừng danh của Pháp đang được quân đội Kiev sử dụng. Mới đây, theo hãng thông tấn quốc phòng Tây Ban Nha Infodefensa, 4 trong số 67 khẩu pháo tự hành Caesar được Pháp chuyển giao cho Ukraine đã bị Nga phá hủy. Ngoài 4 khẩu bị phá hủy thì còn 3 khẩu pháo Caesar khác được báo cáo là bị hư hại, mặc dù nguyên nhân chính xác không được tiết lộ. Các đơn vị pháo tự hành này nằm trong số các hệ thống vũ khí hạng nặng đầu tiên do phương Tây cung cấp mà Ukraine nhận được sau khi cuộc xung đột Đông Âu nổ ra vào tháng 2 năm 2022. CNN mới đây đã công bố đoạn video ghi lại hoạt động của máy bay không người lái tầm xa Liuti thuộc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU tấn công lãnh thổ Nga. Các nhà báo của hãng tin CNN đã dành 2 ngày đi cùng các chuyên gia DIU trong quá trình chuẩn bị cho vụ phóng hơn 100 UAV tấn công lãnh thổ Nga vào đêm 28 đến ngày 29 tháng 9. Đại diện của DIU tiết lộ máy bay được lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào một kho đạn của Nga nằm tại Koluban thuộc tỉnh Volgograd, khoảng cách đến mục tiêu là hơn 600 km. Theo đại diện của DIU, các tuyến đường bay của máy bay không người lái được lên kế hoạch từ một địa điểm bí mật. Máy bay không người lái Liuti có thể được lập trình với hơn 1.000 điểm định hướng khác nhau để tránh hệ thống phòng không của Nga. Bên cạnh Liuti, nhóm cũng sử dụng các máy bay không người lái khác, bao gồm cả mẫu Rabaka nội địa. Những máy bay không người lái này đóng vai trò ngăn chặn và chuyển hướng hỏa lực khỏi máy bay không người lái Liuti. Trước đó, hồi tháng 5, Ukrainska Pravda cho biết UAV tầm xa Liuti là vũ khí mà Ukraine sử dụng trong hầu hết các vụ tấn công của nước này nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga trong thời gian qua. Theo hãng tin, Liuti chính là câu trả lời của Ukraine cho UAV cảm tử Geran của Nga, Kiev và phương Tây nghi là Shahed mua từ Iran. Liuti được cho là đứng sau tới 80% các vụ tấn công thành công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga với nhiều mục tiêu nằm sâu hàng trăm km trong biên giới. Theo Ukrainska Pravda, Liuti có thể di chuyển tới gần 1.000 km, sải cánh dài gần 7 mét và có thể mang lượng thuốc nổ 50 kg. Cả Ukraine và Nga đều không ngừng cạnh tranh nhằm tạo thêm những sức mạnh mới cho thiết bị bay không người lái UAV. Những thiết bị này đã thể hiện được rất nhiều vai trò, từ trinh sát, theo dõi, dẫn bắn cho đến trực tiếp loại bỏ mục tiêu và hình thành những đặc điểm mới cho xung đột hiện đại. Ukraine đã đặt ra các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng. Kiev cũng xây dựng một kho vũ khí gồm các xuồng không người lái được sử dụng để tấn công hạm đội Biển Đen của Nga và các UAV tấn công tầm xa dùng để tập kích các cơ sở quân sự và năng lượng quan trọng sâu bên trong nước Nga. Sản lượng UAV của Ukraine ngày càng tăng trong bối cảnh nước này đang nỗ lực mở rộng quy mô cơ sở công nghiệp quốc phòng. Kiev từ chỗ gần như không sản xuất vũ khí trước xung đột đã chuyển sang sản xuất đạn dược mới với tốc độ cực nhanh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cho biết các công ty quốc phòng của Ukraine hiện có thể sản xuất 4 triệu UAV một năm. Vừa qua, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk nhận định tàu chiến Nga không hiệu quả trong các cuộc tấn công bằng tên lửa nên chỉ được sử dụng để đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Kể từ khi xung đột bùng phát, Nga đã phóng tên lửa vào Ukraine từ các tàu chiến ở Biển Đen và Biển Azov. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng ở phía nam tỉnh Odessa của Ukraine, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công từ Crimea. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Pletenchuk cho biết, khi Nga triển khai một số tàu mang tên lửa hành trình ra biển, điều đó không có nghĩa là chúng sẽ được sử dụng để tấn công. Ông Pletenchuk nói, do những vũ khí này có hiệu quả không cao, nên ở thời điểm hiện tại, Nga sử dụng chúng để đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Ukraine trong các cuộc tấn công tên lửa. Cũng theo người phát ngôn, khi một hoặc hai tàu ngầm Nga ở trên biển, chúng thường không thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phóng tên lửa mà chủ yếu bảo vệ các căn cứ. Trước đó, cũng theo ông Pletenchuk, hạm đội Nga đã mất khả năng ảnh hưởng đến tiến trình xung đột ở Ukraine. Ông cho biết, các đồng đội từ cơ quan tình báo Ukraine có thể trả lời câu hỏi này ở cấp độ chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng, bất kể mức độ sẵn sàng hay số lượng đơn vị, hạm đội Nga không còn có thể tác động đến cục diện cuộc xung đột giữa hai bên. Ukraine đã nhiều lần tấn công các tàu Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Theo quân đội Ukraine, khoảng 30% hạm đội Biển Đen của Nga đã bị vô hiệu hóa. Các cuộc tấn công của Ukraine và Crimea đã buộc Nga phải rút phần lớn lực lượng hải quân của mình khỏi bán đảo này đến thành phố Novorossiysk, hiện đã trở thành cảng chính của hạm đội Biển Đen Nga. Hồi tháng 3, ông Pletenchuk cũng nói rằng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy
sau các cuộc tấn công kể từ đầu cuộc xung đột. Sau đó, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố hạm đội Biển Đen không còn hoạt động về mặt chức năng. Viện Nghiên cứu Hewson của Mỹ từng cảnh báo con số trên có thể tăng 50% nếu Ukraine giữ tốc độ tấn công và Nga không có biện pháp đối phó hiệu quả. Chiến dịch tấn công của Ukraine đã đẩy các tàu chiến Nga phải rút về các căn cứ ở các thành phố cảng Feodosia, cách xa Crimea và Novorossiysk ở Nga. Nhưng ngay cả ở những khu vực này, hải quân Nga cũng bị tấn công. Máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào cảng Novorossiysk hồi tháng 5. Hải quân Nga cũng đã bắt đầu triển khai lực lượng ở biển Azov, nơi được bảo vệ chặt chẽ hơn, để bắn tên lửa vào Ukraine vì Moscow cho rằng nơi này an toàn hơn Biển Đen. Chính quyền Hà Lan vừa qua đã phê chuẩn việc cho phép Ukraine sử dụng những chiến cơ F-16 nước này viện trợ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tờ Ukrinform dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekenmans nói rằng việc Ukraine sử dụng những chiếc chiến cơ F-16 được nước này viện trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga với mục đích phòng thủ là hợp pháp dựa theo luật quốc tế. Ông Brekenmans nói, chúng tôi đã chuyển giao cho họ lô F-16 đầu tiên và những máy bay đó đang có mặt trong không phận Ukraine. Chúng tôi luôn nói rằng Ukraine cần tuân theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, luật quốc tế không có bất kỳ hạn chế nào về khoảng cách tấn công ở khu vực biên giới hay sâu bên trong lãnh thổ 100 km. Do vậy, chúng tôi cho phép Ukraine sử dụng các máy bay F-16 với mục đích phòng thủ. Các tiêm kích F-16 đó có thể được dùng để đánh chặn các tên lửa hay tấn công vào các sân bay của Nga. Đó là những mục tiêu quân sự và chúng tôi cho phép những chiếc tiêm kích thực hiện điều đó bên trong lãnh thổ hoặc không phận Nga. Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine 24 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất với tư cách là thành viên liên minh F-16 gồm một số quốc gia thành viên NATO. Đan Mạch và Na Uy cũng cam kết cung cấp lần lượt 19 và 6 máy bay F-16, trong khi các quốc gia khác trong nhóm gồm Bỉ, Canada, Luxembourg, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Thụy Điển, Hy Lạp, Bulgaria và Pháp hỗ trợ huấn luyện cho phi công Ukraine. Theo giới phân tích, F-16 chưa thể giúp Ukraine tạo chuyển biến trên chiến trường do số lượng còn hạn chế và quan trọng hơn là Kiev vẫn thiếu phi công để vận hành loại tiêm kích này. Việc cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine đã được Mỹ và phương Tây thảo luận cả năm qua, khiến cho việc tạo bất ngờ của loại vũ khí này trước quân đội Nga không còn. Thậm chí những thông tin về phiên bản F-16 chuyển giao, các loại vũ khí sử dụng hay thậm chí là nhiệm vụ chiến đấu của dòng máy bay này trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine AFU cũng không còn là điều bí mật. Cùng với đó, theo thông tin từ những sĩ quan quân đội Nga, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã nghiên cứu và phát những cuốn sổ tay hướng dẫn cách phát hiện và đánh chặn F-16 tới tất cả các đơn vị chiến đấu tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài ra, những khoản thưởng hàng chục triệu rúp cho bất kỳ quân nhân Nga nào bắn hạ chiếc F-16 đầu tiên đã khiến máy bay này trở thành con mồi hấp dẫn trên chiến trường. Theo chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok, để đạt được hiệu quả chiến đấu tối ưu, AFU cần có số lượng máy bay F-16 đủ lớn để bao quát chiến trường. Điều này khó có thể đạt được trong ngắn hạn. Chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok đánh giá, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ được giao cho máy bay chiến đấu F-16 của không quân Ukraine là ngăn chặn các máy bay tiêm kích bom mang bom lượn FAB tấn công các vị trí trên tiền tuyến. Theo AFP, hàng chục quốc gia đã cam kết giúp Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, giải quyết số lượng lớn mìn và chất nổ, làm ô nhiễm gần 1/4 lãnh thổ của nước này. Trong hội nghị về hành động giả phá bom mìn ở Ukraine kéo dài 2 ngày tại Thụy Sĩ, hơn 40 quốc gia đã ủng hộ lời kêu gọi hành động Lorenz, cam kết thực hiện các hành động cụ thể hướng tới hoạt động giả phá bom mìn nhân đạo ở Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan phát biểu tại hội nghị, Ukraine đã trở thành quốc gia có nhiều mìn nhất thế giới. Ông cho biết, kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, khoảng 1/4 lãnh thổ Ukraine đã bị bao phủ bởi mìn và bom chưa nổ. Chúng ta đang nói về một khu vực rộng khoảng 140.000 km², gần gấp 3 lần diện tích của Thụy Sĩ. Thủ tướng Ukraine nêu ước tính của các chuyên gia rằng có tới 9.000 thường dân có thể mất mạng nếu không giả phá bom mìn. Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassis đã nhắc lại tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong hoạt động giả phá bom mìn nhân đạo và nhắc lại cam kết của Bern đối với việc tái thiết Ukraine trên cơ sở các nguyên tắc Lugano được thông qua năm 2022. Ông cũng đề cập đến quyết định của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vào tuần trước, trong đó cung cấp thêm 30 triệu franc cho các hoạt động của Quỹ giả phá bom mìn Thụy Sĩ FSD tại các khu vực Kharkov và Kherson cho đến năm 2027. Ngoại trưởng Cassis nhấn mạnh, nhờ các đối tác như FSD
và Trung tâm giả phá bom mìn nhân đạo quốc tế EGICHD, Thụy Sĩ đang cung cấp hỗ trợ trực tiếp và hiệu quả tại Ukraine. Theo một tuyên bố của Thụy Sĩ, các đại diện tham dự đã cam kết sẽ giúp phục hồi nhanh chóng và an toàn cho các khu vực nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ các trường hợp khuyết tật do bom mìn tái hòa nhập xã hội và thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các đối tác khác nhau đang hoạt động trên thực địa. Đại diện của các quốc gia tham dự hội nghị cũng cam kết hỗ trợ sản xuất các công cụ giả phá bom mìn tại Ukraine, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức để thúc đẩy các phương pháp và công nghệ sáng tạo, giúp tăng hiệu quả của hoạt động giả phá bom mìn trên toàn cầu. Ngân hàng Thế giới WB ước tính hoạt động giả phá bom mìn ở Ukraine sẽ tốn khoảng 37 tỷ đô la Mỹ, một con số mà ông Smihan đánh giá có khả năng sẽ tăng lên. Trang mạng quân sự của Nga vừa qua cho biết các cơ quan chức năng nước này đang điều tra cáo buộc tham nhũng đối với một số nhân viên cấp cao của Viện Kỹ thuật Vô tuyến mang tên Viện sĩ AL Mins, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng của Nga. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo quy mô đặc biệt lớn đối với Giám đốc điều hành Bộ phận Giải pháp Quốc phòng Vyacheslav Lobutko và Phó Tổng Công trình sư Vladimir Finkenstein. Cả hai bị cáo buộc đã biển thủ hơn 130 triệu rúp, khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ trong quá trình thực hiện một hợp đồng quốc phòng. Theo kết quả điều tra, vào năm 2013, Bộ Quốc phòng Nga đã ký kết hợp đồng với Viện Kỹ thuật Vô tuyến để phát triển một loại khí tài mới với tổng giá trị hơn 2 tỷ rúp. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến năm 2016, hai bị cáo Lobusko và Finkenstein đã gian lận bằng cách cung cấp tài liệu giả và sản xuất một mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, sau đó biển thủ số tiền hơn 130 triệu rúp. Vụ việc làm dấy lên quan ngại xung quanh nguyên nhân gây trì hoãn các chương trình công nghiệp quốc phòng lớn của Nga. Trước đó, vào tháng 8, Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo, ông Vyacheslav Akhmedov, Giám đốc công viên giải trí chủ đề quân sự Patriot, yêu nước, và Thiếu tướng Vladimir Sheterov, Phó lãnh đạo Tổng cục Phát triển Đổi mới của Bộ Quốc phòng, đã bị bắt với cáo buộc biển thủ ngân sách dành cho công viên chủ đề quân sự gần Moscow. Hai người này bị cáo buộc đã cùng các đồng phạm biển thủ ngân sách phân bổ cho việc vận hành công viên Patriot và một trung tâm hội nghị gần đó. TASS dẫn nguồn tin trong giới hành pháp cho biết số tiền bị tham ô là hơn 40 triệu rúp, khoảng 470.000 đô la Mỹ. Theo RIA Novosti, các nhân viên khác ở công viên Patriot cũng đã bị bắt và bị thẩm vấn. Nga đã bắt hàng chục quan chức quân đội trong 4 tháng qua trong khuôn khổ chiến dịch đối phó tình trạng tham nhũng trong Bộ Quốc phòng. Công ty Steel Front của Ukraine gần đây công bố những bức ảnh cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 được lắp bộ giáp mới gồm các tấm lưới sắt nhỏ, hàn và tháp pháo, cạnh dưới gắn những đoạn xích nhỏ. Trên nóc tháp pháo có màn chụp, có thể gấp gọn, tương tự loại được lắp trên xe tăng chủ lực Challenger 2. Steel Front cho biết, xe tăng Leopard của Ukraine đang đạt mức độ bảo vệ mới nhờ lưới thép do chúng tôi phát triển. Màn chắn được thiết kế để bảo vệ thiết bị quân sự và tính mạng của binh sĩ trước các cuộc tập kích của phương tiện bay không người lái drone vốn đang là mối đe dọa lớn trên chiến trường. Chi phí cho mỗi bộ giáp này là 20.000 đô la Mỹ, bằng khoảng 0,3% so với một chiếc Leopard 2 có giá 6 triệu đô la Mỹ. Công ty Ukraine cho biết sẽ cung cấp miễn phí loại giáp trên cho quân đội, song không rõ họ lấy kinh phí ở đâu để sản xuất. Theo công ty, hệ thống do họ phát triển không làm giảm khả năng cơ động hoặc tác chiến hiệu quả của xe tăng Leopard 2. Steel Front cho biết những tấm lưới bảo vệ sẽ không làm giảm khả năng cơ động hay hiệu quả chiến đấu của Leopard và được cho là có thể tăng khả năng sống sót của xe tăng lên từ 30% đến 40%. Ngay cả khi xe tăng bị đánh trúng, lớp giáp giúp bảo vệ mạng sống cho kíp lái, sau đó có thể đưa xe tăng về sửa chữa. Cả Ukraine và Nga trong thời gian qua đều sử dụng chiến thuật mặc giáp cho một số loại xe tăng bằng cách bổ sung lồng thép kiên cố. Phương pháp này từng được áp dụng trên xe tăng M1 Abrams của Mỹ và xe chiến đấu Bradley, cũng như loại xe tăng T-64 và T-72 thời Liên Xô. Việc sử dụng ngày càng nhiều các tấm chắn như trên tại Ukraine nêu bật mối đe dọa đối với các xe tăng ở chiến trường Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của UAV. Mặc dù Leopard 2 được coi là một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới và được thiết kế để đối đầu với xe tăng Nga, nhiều chiếc hiện tại ở Ukraine đã không còn hoạt động do cả các cuộc tấn công từ Nga và vấn đề hậu cần. Hiện nay, do mối đe dọa từ máy bay không người lái FPV, các xe tăng Leopard 2 ít khi được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu thường xuyên. Mặc dù đã có đóng góp lớn trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, những tổn thất mà Leopard phải gánh chịu là không nhỏ. Điều này khiến các lực lượng Ukraine phải dựa nhiều hơn vào pháo binh.
Chi phí của các xe tăng này cũng là một vấn đề lớn. Mỗi chiếc Leopard 2A6 có giá khoảng 8,42 triệu đô la Mỹ, trong khi khoản tiền thưởng 3.000 euro mà Nga đưa ra cho việc phá hủy chúng là không đáng kể, nhưng đã thúc đẩy binh sĩ Nga nhắm mục tiêu vào những phương tiện đắt đỏ này. Việc phá hủy một chiếc Leopard không chỉ là chiến thắng quân sự mà còn có tác động kinh tế lớn đối với Ukraine và các đồng minh. Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác tại Trung Đông. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố Nga đang gửi cảnh cáo đến Israel yêu cầu không cân nhắc việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Reuters, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel vào đầu tháng 10, đã có suy đoán rằng Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran như Israel đã đe dọa từ lâu. Hãng tin TASS dẫn lời ông Ryabkov, chúng tôi đã nhiều lần và tiếp tục cảnh báo để Israel không được cân nhắc về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Ông Ryabkov cảnh báo đây sẽ là một diễn biến thảm khốc và phủ nhận hoàn toàn mọi nguyên tắc hiện có trong lĩnh vực đảm bảo an toàn hạt nhân. Theo Reuters, hiện không rõ Moscow đã truyền đạt thông điệp như thế tới Israel theo hình thức nào. Tuần trước, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Viêng Chăn, Lào, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh, mặc dù căng thẳng gia tăng, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đơn vị giám sát chặt chẽ các hoạt động hạt nhân của Iran, vẫn chưa báo cáo bất kỳ dấu hiệu quân sự hóa nào trong chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông nói, ở hầu hết mọi quốc gia đều có các chính trị gia và nghị sĩ thường xuyên bày tỏ quan điểm mà không hề phản ánh chiến lược thực tế hoặc chính sách thực tế của chính phủ. Chúng tôi đã thấy điều này nhiều lần trước đây. Vì vậy, Ngoại trưởng Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng nếu xảy ra bất kỳ kế hoạch hoặc mối đe dọa nào nhằm tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của Cộng hòa Hồi giáo Iran, thì đó thực sự sẽ là một hành động khiêu khích rất nghiêm trọng. Israel và các nước phương Tây lâu nay lo ngại rằng Iran đang phát triển bom hạt nhân dưới vỏ bọc của một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, điều mà Tehran đã phủ nhận. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng Israel sẽ lắng nghe Mỹ. Quốc gia cũng đã cảnh báo về việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng sẽ quyết định hành động của mình theo lợi ích quốc gia, theo Reuters. Cũng trong tuyên bố trên, ông Netanyahu đã nói về chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, không phải những mục tiêu hạt nhân hay dầu mỏ. Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mục tiêu được chọn để trả đũa. Trong khi đó, CNN đưa tin Mỹ dự kiến Israel thực hiện tấn công trả đũa trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Theo truyền thông, kế hoạch tấn công của Israel đã sẵn sàng và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đảm bảo với Washington rằng hoạt động này chỉ giới hạn trong mục tiêu quân sự, tránh cơ sở dầu mỏ và hạt nhân chiến thuật. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tuyên bố Israel sẽ đưa ra cho Iran phản ứng chính xác. Cùng thời điểm, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran IAEA Behrou Kamanvandi tuyên bố Israel khó có thể tấn công cơ sở hạt nhân chiến thuật của Iran để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa từ nước này vào Israel đầu tháng 10. Đầu tháng này, quân đội Israel phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel đêm mùng 1 tháng 10 trúng mục tiêu. Tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran khẳng định cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân và radar cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah. Theo Tham of Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel, nhưng chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv, một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho. Nhà Trắng cho biết thêm, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã bị ngăn chặn và không hiệu quả, đồng thời cảnh báo Tehran có thể phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng từ các cuộc tấn công này. Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận họ tập kích vào Israel để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh và chuẩn tướng IRGC Abbas Nifurosan. Chuẩn tướng Nifurosan và thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng tại thủ đô Beirut, Liban trong trận không kích hồi tháng 9 của Israel. Lãnh đạo Hamas Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran, Iran cuối tháng 7. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa qua rằng Iran đang nỗ lực hết sức để bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực, nhưng hoàn toàn sẵn sàng đáp trả quyết liệt với mọi động thái phiêu lưu của Israel. Ông Araghchi cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc sử dụng tất cả nguồn lực để ngăn chặn những hành động và sự hung hăng của Israel, đồng thời gửi viện trợ tới Liban và dải Gaza. Ngoại trưởng Iran tuần qua đã thăm Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman
trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng đã đến lúc tiến tới sau sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tại giải Gaza, và sự phát triển này khiến ông lạc quan hơn về triển vọng ngừng bắn. Ngày 17 tháng 10, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Berlin trong một chuyến thăm ngắn nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp và Anh về cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine trong bối cảnh Kiev kêu gọi các đồng minh phương Tây hành động ngay lập tức để kết thúc cuộc xung đột. Phát biểu với phóng viên sau khi hạ cánh xuống Berlin, ông Biden cho biết: "Tôi đã gọi cho ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, để chúc mừng ông ấy vì đã tiêu diệt được ông Sinwar, thủ lĩnh Hamas." Ông Biden nhấn mạnh: "Bây giờ là thời điểm để tiến tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza và đảm bảo rằng chúng ta đang tiến tới một hướng tốt đẹp hơn cho cả thế giới. Đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc và đưa những con tin trở về nhà." Trước đó, trong một thông điệp gửi tới hàng chục bộ trưởng ngoại giao trên khắp thế giới, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, xác nhận rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị sát hại. Ông là quan chức Israel đầu tiên công khai xác nhận điều này. Theo tờ The Times of Israel, thông điệp của ông Katz có đoạn: "Yahya Sinwar, người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát và các hành động xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã bị các binh sĩ IDF loại bỏ." Theo ông Katz, đây là một thành tựu lớn về mặt quân sự và đạo đức đối với Israel. Ông Katz nói rằng sự ra đi của ông Sinwar tạo ra khả năng giải thoát ngay lập tức các con tin và tạo ra một Gaza không có Hamas. Ông kết thúc thông điệp bằng lời kêu gọi: "Hiện tại Israel cần sự ủng hộ và trợ giúp của các bạn hơn bao giờ hết để cùng thúc đẩy những mục tiêu quan trọng này." Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel và cảnh sát ra tuyên bố chung cho biết đang làm xét nghiệm ADN để xác nhận thi thể của ông Sinwar, một trong ba thành viên Hamas thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Rafah, phía nam Gaza. Cụ thể, liên quan tới việc thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị tiêu diệt, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết nhân vật này đã ẩn náu tại nơi mà lực lượng của Israel tấn công trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phía Israel không biết ông ta ở đó, vẫn tiếp tục hành động, và trong một cuộc tấn công, các lực lượng Israel phát hiện ba tên khủng bố chạy trốn từ nhà này sang nhà khác. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel nói: "Các lực lượng có mặt trong khu vực đã tấn công những tên khủng bố và chúng tách ra sau khi bị bắn. Ông Yahya Sinwar chạy một mình vào một trong những tòa nhà." Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết thêm: "Cùng với những tên khủng bố mà chúng tôi đã loại bỏ, không có con tin nào. Hiện tại các lực lượng đang thận trọng và rà soát khu vực để đảm bảo an toàn cho binh sĩ của chúng tôi." Quân đội Israel đã công bố một đoạn video từ thiết bị bay không người lái cho thấy những hình ảnh của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người mà trước đó thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, tuyên bố là đã bị loại bỏ. Trong đoạn phim do lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố, cho thấy người ta thấy một thiết bị bay không người lái bay vào qua cửa sổ tầng 1 của một tòa nhà bị phá hủy. Ở phía sau căn phòng, một nhân vật phủ đầy bụi có thể được nhìn thấy đang ngồi trên một chiếc sofa màu đỏ với đống đổ nát ở phía trước. Thiết bị bay không người lái tiến gần nhân vật này và quân đội Israel sau đó xác định đó chính là thủ lĩnh Hamas, ông Yahya Sinwar. Liên quan tới việc thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị ám sát, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết nhân vật này đã ẩn náu tại nơi mà lực lượng của Israel tấn công trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phía Israel không biết ông ta ở đó, vẫn tiếp tục hành động, và trong một cuộc tấn công, các lực lượng Israel phát hiện ba kẻ khủng bố chạy trốn từ nhà này sang nhà khác. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel nói: "Các lực lượng có mặt trong khu vực đã tấn công những tên khủng bố và chúng tách ra sau khi bị bắn. Yahya Sinwar chạy một mình vào một trong những tòa nhà." Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết thêm: "Cùng với những tên khủng bố mà chúng tôi đã tiêu diệt, không có con tin nào. Hiện tại các lực lượng đang thận trọng rà soát khu vực để đảm bảo an ninh cho binh lính của chúng tôi." Theo hãng tin Reuters của Anh, tới nay Hamas chưa có bình luận chính thức, nhưng các nguồn tin trong phong trào Hồi giáo này cho biết có dấu hiệu cho thấy thủ lĩnh của họ, ông Sinwar, đã bị ám sát trong một cuộc tấn công của Israel ở khu vực Tan en Sultan thuộc miền nam Gaza. Cái chết của thủ lĩnh Hamas đã đánh dấu một chuyển biến lớn cho quân đội Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau hàng loạt vụ ám sát các nhà lãnh đạo quan trọng của phía đối nghịch trong những tháng gần đây. Theo tờ Jerusalem Post Israel, Bộ trưởng Ngoại giao ông Abbas Arachi vừa khởi động chuyến công du khu vực lịch sử nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Ả Rập, một động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và những bất ổn địa chính trị hiện tại. Jerusalem Post lưu ý việc ông Arachi thực hiện chuyến công du này
không chỉ thể hiện nỗ lực của Iran trong việc khẳng định vị thế của mình trong khu vực, mà còn cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Tehran và Tel Aviv trong hoạt động ngoại giao. Ngoại trưởng Israel chưa từng thực hiện bất kỳ chuyến công du khu vực nào như vậy hoặc không thể mở rộng hoạt động kể từ tháng 10 năm ngoái. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araji có các điểm dừng chân tại Jordani, Ai Cập, Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman. Đây là một chuỗi chuyến công du chưa từng có trong lịch sử gần đây của Ngoại trưởng Iran, đặc biệt khi so sánh với sự im lặng ngoại giao của người đồng cấp Israel kể từ thời điểm cuộc xung đột tại Gaza bùng phát. Chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Iran mang một mục tiêu rõ ràng, gia tăng sự ủng hộ đối với Iran trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột Israel-Hamas và Israel-Hezbollah. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, chuyến công du của ông Araji nhằm tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn hành động tấn công của Israel đối với Gaza và Liban. Trên cơ sở đó, Ngoại trưởng Araji đã có cuộc gặp với vua Abdullah đệ nhị của Jordani và Bộ trưởng Ngoại giao Jordani Ayman Safadi, những người thường chỉ trích Israel. Có thể nói, ông Araji đã bắt tay vào công việc để thay thế cố Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Ami Abdullahian, người đã tử nạn trong một vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5 vừa qua. Ông Araji đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục những nỗ lực ngoại giao tích cực của Iran nhằm tạo dựng quan hệ tốt hơn với các quốc gia láng giềng khi đến thăm Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman trong vài tuần qua. Ngoài ra, theo Jerusalem Post, Iran đã và đang sử dụng chuyến công du này để cô lập Israel liên quan đến xung đột ở Gaza và Liban. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araji rất quan trọng vì ông không chỉ đến thăm những quốc gia có lịch sử gần gũi với Iran hoặc những nơi mà Iran có lợi ích, chẳng hạn như Liban hay Iraq, mà ông còn tiếp cận những quốc gia có hòa bình với Israel và gần gũi với phương Tây, chẳng hạn như Jordani và Ai Cập. Chuyến công du này không chỉ mang ý nghĩa về mặt ngoại giao, mà còn thể hiện sự quyết tâm của Iran trong việc tăng cường hợp tác khu vực. Mối quan hệ giữa Iran và các quốc gia Ả Rập, đặc biệt là Ai Cập và Ả Rập Xê Út, đang trên đà cải thiện. Iran đã tiến gần hơn đến việc hòa giải với Ai Cập, một động thái có thể củng cố vị thế của Tehran trong khu vực. Cụ thể, tại Cairo, ông Araji nhấn mạnh rằng cả Iran và Ai Cập đều là những cường quốc lịch sử và văn minh, đóng vai trò quan trọng ở Trung Đông. Ông kỳ vọng vào các cuộc đàm phán quan trọng với các quan chức cấp cao của Ai Cập nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, theo Reuters, Romania đã điều động 4 máy bay chiến đấu sau khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập không phận nước này. Sự việc đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh an ninh khu vực được thắt chặt. Bộ Quốc phòng Romania vừa cho biết, nước này đã điều động 4 máy bay chiến đấu sau khi một vật thể bay nhỏ có khả năng là máy bay không người lái đã xâm phạm vào không phận Romania tại khu vực thành phố Constanta. Theo bộ này, vật thể được phát hiện khi đang bay qua Biển Đen và hướng đến Romania. Ngay sau khi phát cảnh báo, hai máy bay chiến đấu F-18 của Tây Ban Nha đặt tại một căn cứ không quân ở Romania và hai máy bay F-16 của Romania đã được triển khai để thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không. Bộ Quốc phòng Romania lưu ý, các phi công đã không thể tìm ra vật thể này. Hồi đầu tháng 10, quân đội Nga cũng từng tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự Ukraine ở phía nam tỉnh Odessa, gần biên giới với Romania. Một cảnh báo không kích đã được đưa ra ở khu vực phía bắc của quận Tunisia, giáp tỉnh Odessa của Ukraine. Ngay sau khi phát đi cảnh báo, hai máy bay chiến đấu F-18 của Tây Ban Nha có trụ sở tại một căn cứ không quân ở Romania và hai máy bay F-16 của Romania đã được triển khai để thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận quốc gia. Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh không có hành vi vi phạm không phận nào được ghi nhận trong thời gian báo động. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các nước láng giềng hỗ trợ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận và tiếp cận biên giới phía tây của NATO. Ngày 3 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã tuyên bố rằng Kiev sẽ tiếp tục thuyết phục các đối tác về sự cần thiết phải đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Theo ông, kết quả đàm phán về vấn đề này cần phải có trước mùa đông. Tuy nhiên, bà Sabrina Singh, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ không chặn tên lửa và máy bay không người lái trên lãnh thổ Ukraine vì những hành động như vậy sẽ khiến họ vướng vào cuộc xung đột với Nga. Khi được hỏi về khả năng bắn hạ tên lửa của Nga từ lãnh thổ Ba Lan hoặc Romania, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết điều đó sẽ kéo các nước phương Tây vào cuộc xung đột. Bà Sabrina Singh nói, hiện tại chúng tôi cảm thấy Ukraine đã có thể phòng thủ thành công trước các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi đảm bảo Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để đạt được mục tiêu này.
hai tàu tuần duyên của Trung Quốc, Meishan và Siushan, đã trở về nước sau khi kết thúc nhiệm vụ chung với các tàu của Nga. Theo Hải cảnh Trung Quốc, hai con tàu khởi hành từ thành phố Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang hồi giữa tháng 9 và đã thực hiện hành trình dài hơn 17.000 hải lý trong vòng 35 ngày đi qua biển Bering, biển Chukchi Chi và Bắc Băng Dương. Meishan và Siushan là tàu tuần duyên Type 818 nặng 3.800 tấn, có thiết kế dựa trên khinh hạm Type 054 của Hải quân Trung Quốc và được trang bị pháo hạm 76mm. Theo một bức ảnh được Hải cảnh Trung Quốc công bố, hạm đội chung của lực lượng tuần duyên Nga-Trung Quốc đã đi qua một khu vực không được tiết lộ cụ thể, nhưng có nhiều mảng băng đang trôi nổi. Cuối tháng 9, lực lượng tuần duyên Mỹ đã phát hiện các tàu Trung Quốc ở biển Bering gần Alaska khi chúng đi qua về phía Bắc đến Bắc Băng Dương. Hải cảnh Trung Quốc nhấn mạnh đây là chuyến đi thường kỳ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia, khu vực hoặc mục tiêu nào cụ thể. Nhiệm vụ này tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, cũng như không liên quan đến tình hình hiện tại ở quốc tế hay khu vực. Trong nhiệm vụ đi biển kéo dài 35 ngày, hai tàu Trung Quốc đã tiến hành tập trận chung với lực lượng bảo vệ bờ biển Nga. Cuộc tập trận mang tên Tuần tra Thái Bình Dương 2024 được bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 và diễn ra ở Vịnh Peter Đại Đế nhân chuyến thăm của hai tàu Meishan và Siushan tới thành phố Vladivostok thuộc vùng viễn đông của Nga. Nga và Trung Quốc trong thời gian gần đây đã gia tăng các cuộc tập trận quân sự trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp, đặc biệt là liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Carl Schutter, cựu chỉ huy tàu chiến của Hải quân Mỹ và là cựu giám đốc điều hành tại Trung tâm Tình báo Liên Hợp của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho biết, cả Nga và Trung Quốc đều muốn cho Mỹ và các đồng minh thấy rằng hai quân đội của họ đang ngày càng gắn kết với nhau và bất kỳ thách thức nào đối với một trong hai bên đều có nguy cơ dẫn đến phản ứng phối kết hợp. Các cuộc tập trận chung cũng mang đến cho mỗi bên cơ hội học hỏi lẫn nhau, vì Nga với kinh nghiệm chiến trường dày dặn và Trung Quốc, quốc gia ngày càng tiên tiến về công nghệ điện tử quân sự, mỗi bên đều có điều gì đó để học hỏi từ bên kia. Như vậy, các cuộc tập trận này không chỉ đơn thuần là một sự kiện quân sự mà còn phản ánh mục tiêu chiến lược lâu dài của cả hai bên trong việc tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây. Cả Nga và Trung Quốc đều coi Mỹ như một đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu đối với lợi ích cốt lõi của mình. Đối với Nga, việc ngăn chặn sự mở rộng của NATO là ưu tiên hàng đầu, trong khi Trung Quốc tìm cách vượt qua sự kiềm chế của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo RT, mới đây, tờ New York Post đã đăng tải một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Barack Obama tại lễ tang của phu nhân cố Tổng thống Robert F. Kennedy. Nội dung của đoạn trò chuyện được diễn giải bởi chuyên gia đọc khẩu hình Jeremy Freeman, chủ yếu nói về chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris. Tổng thống Biden nói với ông Obama, "Bà ấy không mạnh mẽ như tôi." Cựu Tổng thống đáp, "Tôi biết điều đó đúng, nhưng chúng ta vẫn còn thời gian." Ông Biden nói thêm, "Đúng vậy, chúng ta sẽ về đích kịp thời." Theo chuyên gia Freeman, không khí của cuộc trò chuyện là vô cùng tích cực, không có dấu hiệu căng thẳng nào giữa ông Biden và ông Obama. Tuy vậy, đại diện của Tổng thống Biden và ông Obama lại phản ứng tương đối gay gắt về thông tin của tờ New York Post đưa tin. Ông Andrew Best, phát ngôn viên của Tổng thống Biden khẳng định, một người đọc khẩu hình, chỉ có Tổng thống Biden và ông Obama biết rõ họ đã nói gì, nhưng chắc chắn không phải là những gì New York Post đăng tải. Các nguồn tin thân cận với ông Obama không phủ nhận trực tiếp thông tin trên, nhưng nói rằng mọi phỏng đoán đều không có cơ sở. Hồi đầu tháng 9, đài CBS đã trích dẫn 6 nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiết lộ ông chủ Nhà Trắng cảm thấy chạnh lòng vì những động thái của Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân Chủ. Nguồn tin của CBS cho biết, Tổng thống Biden đã nhận ra bà Harris đang cố gắng tách biệt khỏi các chính sách của ông trong các cuộc vận động tranh cử gần đây. Một quan chức thân cận với ông Biden nói, Tổng thống Biden hoàn toàn sững sờ bởi một khoảnh khắc trong cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Trump. Phó Tổng thống khi đó tuyên bố rằng, bà không giống ông Biden hay ông Trump, mà là người đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới. Một quan chức khác tiết lộ, ông Biden nhận thức rõ Đảng Dân Chủ cần tập trung hoàn toàn cho bà Harris ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ vẫn cảm thấy chạnh lòng khi các thành tựu về kinh tế và xã hội của ông không còn được nhắc tới. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden vẫn cho rằng ông có thể chiến thắng ông Trump một lần nữa. Ông Biden nói, thực tế là kết quả thăm dò của tôi luôn nằm trong phạm vi đánh bại ông Trump. Dù có đôi chút buồn lòng, nhưng tất cả nguồn tin của CBS đều khẳng định Tổng thống Biden muốn bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.
Quay trở lại với tình hình xung đột Nga-Ukraine, thưa quý vị, theo tờ Business Insider, xe tăng Leopard dù mạnh mẽ và có lớp giáp dày nhưng không phải là bất khả chiến bại. Thực tế, Ukraine được cho là đã mất nhiều chiếc Leopard trong xung đột. Tờ báo cũng lưu ý rằng cả hai phe tham chiến đều trang bị cho xe tăng của mình các kết cấu bảo vệ đặc biệt nhằm đối phó với UAV và đạn bắn. Theo tờ Business Insider, Ukraine đã mất gần 40 xe tăng Leopard của Đức kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự. Tờ Business Insider viết, xe tăng Leopard mạnh mẽ, hiệu quả hơn, có lớp giáp dày nhưng không phải là bất khả chiến bại. Trên thực tế, theo một số nguồn tin, Ukraine đã mất khoảng 40 xe tăng. Business Insider lưu ý, cả hai bên xung đột đều trang bị cho xe tăng của mình những kết cấu bảo vệ đặc biệt để chống lại UAV và đạn bắn vào. Tác giả bài viết trên Business Insider chỉ rõ, một tấm chắn bảo vệ xe tăng Leopard có giá khoảng 20.000 đô la Mỹ, chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí chiếc xe tăng trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Việc lắp đặt những màn lưới bảo vệ như vậy tại cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự mất gần 12 giờ. Tác giả nói thêm việc phổ biến những màn lưới như vậy ở Ukraine chỉ làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương. Cho đến nay, 200 xe tăng Leopard 2 đã được chuyển đến Ukraine từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó bao gồm Đức, Ba Lan, Na Uy và Canada. Trong đó, Đức cung cấp 50 xe tăng phiên bản Leopard 2A6, dự kiến sẽ có thêm 80 xe tăng từ Hà Lan và Tây Ban Nha được chuyển giao vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, tờ Bin viết rằng, trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng Đức sẽ không cung cấp thiết bị quân sự lớn cho Ukraine, gồm xe tăng Leopard 2. Theo nguồn tin của tờ báo trên, Đức vẫn còn gần 300 chiếc, nhưng họ không tin vào khả năng tiến hành phản công của Ukraine. Mới đây, Defense News dẫn một cuộc điều tra nguồn mở cho hay, Nga đã vận chuyển xe tăng Leopard của Ukraine mà nước này thu giữ được vào nhà máy Uran và Gonzavod, Uran Wagon, để mổ xẻ và phân tích cấu tạo của nó. Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Krauss-Maffei phát triển vào những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Kích thước của xe tăng Leopard 2 khá lớn khi so với các mẫu xe tăng cùng loại. Xe có chiều dài khoảng 10 mét, bao gồm cả pháo, chiều rộng 3,75 mét và chiều cao 3 mét. Kích thước này góp phần tạo nên sự đồ sộ của chiếc xe tăng trên chiến trường. Leopard 2 được cung cấp năng lượng bởi động cơ diesel tăng áp kép V12 làm mát bằng chất lỏng MTU-MB873K501. Động cơ này có công suất 1.500 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ lên tới 68 km/h trên đường trường và 31 km/h trên địa hình. Hệ thống điều khiển hỏa lực của Leopard 2 là hiện đại nhất. Nó bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực vi tính MES-15, có máy đo khoảng cách laser, hệ thống chụp ảnh nhiệt và máy tính đường đạn. Hệ thống này cho phép xe tăng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao ngay cả khi đang di chuyển. Vũ khí chính của Leopard 2 là pháo nòng trơn Heimetan 120mm. Loại pháo này có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau nên rất linh hoạt trong các tình huống chiến đấu. Quân đội Nga chỉ còn cách Pokrovsk khoảng 12 km, áp đảo các tuyến phòng thủ căng thẳng của Ukraine với lực lượng và trang thiết bị vượt trội. Hàng nghìn cư dân đã sơ tán. Các tuyến đường bộ và đường sắt quan trọng nối từ Pokrovsk đến các thành phố khác có nguy cơ bị cắt đứt. Cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km về phía tây có một mỏ khai thác một loại than đặc biệt dùng để sản xuất than cốc, một nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất thép. Trong khi đó, thép chỉ đứng sau nông nghiệp về mặt đem lại ngoại tệ cho Ukraine. Theo dữ liệu thương mại, xuất khẩu kim loại của Ukraine có giá trị gần 2 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay. Số tiền cần thiết để duy trì hoạt động của Ukraine sau 2 năm rưỡi kể từ khi Nga đưa quân sang. Ông Oleksandr Kalenkov, người đứng đầu Hiệp hội các nhà sản xuất thép của Ukraine cho biết, việc mất mỏ Pokrovsk, nguồn than cốc duy nhất trong nước, có thể khiến sản lượng thép sụt giảm. Ông cho biết, chúng tôi có thể sản xuất tới 7,5 triệu tấn thép vào cuối năm nay, và trong năm tới, chúng tôi đã chứng kiến sản lượng tăng lên hơn 10 triệu tấn. Nhưng nếu mất Pokrovsk, thì chúng tôi sẽ giảm xuống còn từ 2 đến 3 triệu tấn. Trong khi đó, ông Anatoly Starovoy, người đứng đầu Hiệp hội Than cốc Ukrk của Ukraine cho hay, nước này sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn than cốc trong năm ngoái, chỉ sử dụng nguyên liệu từ mỏ ở Pokrovsk. Ông Starovoy nói, chúng tôi không biết lấy than ở đâu nếu mất Pokrovsk. Rất khó để nhập khẩu than. Hiện không dễ để nhập khẩu than bằng đường biển. Ukraine có một số cảng nước sâu trên Biển Đen, nhưng các nhà sản xuất thép sẽ khó có thể nhập khẩu khối lượng lớn vì rủi ro quân sự và vì các cảng được xây dựng để xuất khẩu chứ không phải để nhập khẩu. Ông Kalenkov cho biết, việc nhập khẩu than cũng sẽ đẩy chi phí sản xuất thép lên cao. Một số nhà sản xuất đã tích trữ than như một biện pháp phòng ngừa khả năng gián đoạn nguồn cung. ArcelorMittal Kryvyi Rih, nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine cho biết trong một tuyên bố,
chúng tôi đã bù đắp sự thâm hụt trên thị trường than trong nước bằng nguyên liệu thô nhập khẩu, nhưng chúng tôi vẫn duy trì dự trữ. Một nguồn tin trong ngành thép tiết lộ, các nhà sản xuất hy vọng có thể tìm được nguồn than gốc thay thế từ những nơi khác ở Ukraine nếu mất quyền kiểm soát các mỏ ở Pokrovsk, nhưng chắc chắn sẽ cần phải nhập khẩu và làm tăng chi phí sản xuất, khiến thép kém cạnh tranh hơn trên thị trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận việc nước này tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, sau khi truyền thông phương Tây nói rằng Kiev dường như có khả năng chế tạo ra vũ khí hạt nhân trong vài tuần. RT dẫn lời ông Zelensky tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Bruxelles, Bỉ, rằng chúng tôi chưa bao giờ nói về việc chúng tôi đang chuẩn bị tạo ra vũ khí hạt nhân hay thứ gì đó tương tự như thế. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài NATO. Đó là tín hiệu của tôi, nhưng chúng tôi không sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra sau khi báo Đức Bild dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh cho Ukraine nói rằng nước này dường như có đủ khả năng để chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng vài tuần. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng để đảm bảo an ninh của chính mình, Ukraine sẽ cần gia nhập NATO hoặc cần có vũ khí hạt nhân. Nguồn tin nói với Bild rằng Kiev dường như đã sẵn sàng để sở hữu vũ khí hạt nhân vài tháng trước. Báo Đức dẫn lời quan chức giấu tên cho biết, chúng tôi có vật liệu, chúng tôi có kiến thức, nếu mệnh lệnh được đưa ra, chúng tôi sẽ chỉ cần vài tuần để có quả bom đầu tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tikhy trong một tuyên bố đưa ra ngay sau đó đã xác nhận Ukraine không có kế hoạch phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và vẫn cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân là một yếu tố quan trọng trong cán cân địa chính trị và việc chế tạo chúng có thể làm thay đổi đáng kể tình hình trong cuộc xung đột hiện nay giữa Ukraine và Nga. Các chuyên gia lưu ý rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân đòi hỏi nguồn lực khoa học và công nghệ hùng hậu cũng như sự sẵn có của vật liệu và thiết bị phù hợp. Mặc dù vậy, hiện tại Kiev bị cho là thiếu mọi thiết bị cần thiết. Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, ông Andrei Katapolov cho rằng khả năng Ukraine tạo ra vũ khí hạt nhân là hoàn toàn bị loại trừ. Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Katapolov nhấn mạnh rằng Kiev không có đủ năng lực, vật liệu và thiết bị để hiện thực hóa tham vọng. Ông Katapolov bình luận về những tuyên bố về mối đe dọa hạt nhân có thể xảy ra từ Ukraine. Ông lưu ý, điều này hoàn toàn vô nghĩa. Họ không có gì, không kiến thức, không tài liệu, không thiết bị. Nói rằng có thể tạo ra vũ khí hạt nhân từ nhiên liệu thải chỉ là chuyện cổ tích đối với những người ít học. Ông Katapolov nói thêm rằng việc tạo ra vũ khí hạt nhân thực sự ở Ukraine là không thể và trích dẫn ví dụ về Iran, quốc gia dù có năng lực mạnh hơn nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả đáng tin cậy trong việc tạo ra kho vũ khí hạt nhân. Vào tháng 8 năm 2023, ông Alexei Danilov, người khi đó là quan chức đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đã thừa nhận nước này gần như không có cơ hội để tự sản xuất ra vũ khí hạt nhân. Theo ông, kho dự trữ tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Ukraine từng sở hữu là một thứ phức tạp. Tuy nhiên, ông cho biết đã có trường hợp các quốc gia phi hạt nhân được các đồng minh NATO đặt vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ. Giới chức Ukraine hy vọng nước này sẽ trở thành một nước xuất khẩu vũ khí lớn khi nhu cầu của chính họ được đáp ứng đầy đủ. Các công ty quốc phòng Ukraine đã ký một số thỏa thuận với các công ty phương Tây, cho phép nước này sản xuất chung máy bay không người lái và đạn dược, đồng thời thành lập các cơ sở sửa chữa thiết bị của phương Tây. Mỹ là một trong số các quốc gia đang giúp đỡ quân đội Ukraine sửa chữa trang thiết bị hoàn toàn thông qua hình thức trực tuyến, cụ thể là ứng dụng liên lạc Signal. Khi gặp vấn đề về thiết bị, các đơn vị tiền tuyến ở Ukraine sẽ gửi ghi chú tới quân đội Mỹ. Sau đó, tại căn cứ ở Ba Lan, lực lượng Mỹ sẽ hướng dẫn binh sĩ Ukraine sửa chữa vũ khí thông qua các cuộc gọi video. Đây là quy trình sửa chữa trực tuyến của quân đội Mỹ nhằm giữ cho thiết bị hoạt động lâu nhất và gần tiền tuyến nhất có thể ở Ukraine. Quy trình này áp dụng cho rất nhiều loại trang thiết bị và việc sửa chữa có thể mất từ vài giờ đến vài tuần. Nhìn chung, các binh sĩ hỗ trợ cho biết công việc này đang giúp Ukraine giữ cho vũ khí của họ hoạt động tốt và Mỹ cũng có thể cải tiến cách thức làm việc của họ nhanh hơn. Các kỹ sư tham gia quá trình này dành phần lớn thời gian để viết hoặc quay những gì họ gọi là sách trắng. Một danh mục các video và tài liệu kỹ thuật được dịch sang tiếng Ukraine và sau đó chia sẻ với các binh sĩ ở mặt trận. Với những vấn đề phức tạp hơn, quân đội Mỹ sẽ tổ chức các cuộc họp cần thiết với đối tác để giải quyết vấn đề. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ, Đại tá Matthew Alexander thuộc Lữ đoàn Đảm bảo Kỹ thuật số 16 cho biết, nhiệm vụ sửa chữa thiết bị cho Ukraine cũng mang lại lợi ích cho quân đội Mỹ. Cụ thể, những thống kê từ quá trình này giúp nghiên cứu tốt hơn nhu cầu của tác chiến pháo binh. Ngoài ra,
việc bảo trì từ xa ở Ba Lan là cơ hội để kiểm nghiệm khả năng hoạt động trong điều kiện không hoàn hảo. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã có nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc học cách sửa chữa vũ khí phương Tây. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Kiev đã phân bổ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ cho ngành công nghiệp vũ khí. Còn Bộ trưởng Kinh tế Yulia Sviridenko nói rằng, Ukraine vẫn có thể đẩy mạnh năng lực sản xuất một cách đáng kể. Nguồn tài trợ từ các đối tác có thể tạo ra một bước ngoặt lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, một quan chức châu Âu nhấn mạnh. Theo quan chức này, số tiền đó sẽ được dùng để sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và các loại vũ khí tấn công khác. Ukraine đang hối thúc các đối tác cấp phép để có thêm khả năng tấn công tầm xa trong cuộc chiến chống lại Nga, nhưng Mỹ vẫn ngần ngại cho phép Kiev sử dụng những loại vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga vì lo ngại gia tăng căng thẳng. Trước bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố rằng nước này hiện đang phát triển tên lửa đạn đạo mới. Các lữ đoàn của quân đội Ukraine hiện nay có thể trực tiếp tuyển tân binh, không cần thông qua trung tâm tuyển quân của Bộ Quốc phòng Ukraine nữa. Các lữ đoàn thi nhau sản xuất các sản phẩm quảng cáo hấp dẫn để thu hút nam công dân tham gia đơn vị của họ. Khai thác hình ảnh phụ nữ đẹp là một trong những cách thức mới của họ. Trên nắp capo chiếc xe quân sự Humvee, một nữ người mẫu Ukraine xinh đẹp, mặc quần short ngắn và đi giày cao gót đỏ mận, dựa vào khuỷu tay, khoe cặp chân trần thon dài bên nước xà phòng ướt át dùng để rửa xe. Sau đó, ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên liên tiếp. Khung cảnh này giống chiến trường, nhưng thực tế không phải là chiến trường, mà là chương trình chụp hình quảng cáo cho lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine. Lữ đoàn hy vọng qua đây sẽ tuyển thêm được tân binh mà Ukraine đang đặc biệt khan hiếm trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Nét độc đáo của Ukraine vào lúc này là có hơn 130 lữ đoàn được phép trực tiếp tuyển binh. Họ không còn dựa vào các trung tâm tuyển quân quốc gia như trước nữa. Các đơn vị quân sự trên khắp đất nước Ukraine đang cạnh tranh với nhau để tuyển binh sĩ lấp đầy khoảng trống nhân lực của họ do chiến sự ác liệt với Nga. Và trong các đơn vị này, lữ đoàn xung kích số 3 nổi tiếng nhất về các sáng tạo trong quảng cáo tuyển binh. Lữ đoàn này có những tấm áp phích bắt mắt và một kênh YouTube hái ra tiền. Cách tiếp cận của lữ đoàn xung kích số 3 là hướng tới công dân bình thường, chỉ cho họ thấy kiểu mẫu binh sĩ mà họ sẽ trở thành nếu tình nguyện gia nhập đơn vị tác chiến hàng đầu của Ukraine. Đội sáng tạo nội dung của lữ đoàn gồm 20 người. 3 người trong số họ ngồi phía trước màn hình máy vi tính, xem lại các bức ảnh trong buổi chụp hình. Trong đó có các bức ảnh về một quân nhân được phản chiếu trong kính râm của một cô nàng tóc đỏ quyến rũ và bức ảnh khác về một người mẫu trong bộ váy nữ sinh ngả vào lòng một binh sĩ ở phía sau một chiếc Humvee. Lữ đoàn xung kích số 3 phán đoán cách làm này sẽ gây tranh cãi, nhưng họ vẫn hy vọng cách tiếp cận này sẽ mang lại cho họ thuận lợi trong việc tuyển quân. Các quảng cáo tuyển quân của Ukraine hiện ngập tràn đất nước này, dọc theo các quốc lộ và con phố, trên các mạng xã hội. Chúng tạo dựng nhiều góc nhìn khác nhau về chiến tranh. Một số quảng cáo rất trầm lặng, thiếu vắng bạo lực, số khác thì ca ngợi lòng ái quốc và sự quả cảm. Lữ đoàn cơ giới số 93 khẳng định rằng ai cũng làm được. Họ trưng ra những bức ảnh về những người dân bình thường xuất hiện trên chiến trường. Đó là anh lái máy kéo phía sau bánh xe tăng hay bác đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị các món ăn trên chiến tuyến. Chiến dịch quảng cáo đầu tiên của lữ đoàn xung kích số 3 bắt đầu vào tháng 3 năm 2023 với hình ảnh 5 viên chỉ huy của đơn vị này tạo dáng gần tiền tuyến. Những viên chỉ huy chấp nhận lộ diện thay vì che mặt như truyền thống. Chiến dịch đã mang lại từ 150 đến 200 đơn xin gia nhập lữ đoàn mỗi ngày. Theo bà Bondarenko, trưởng bộ phận truyền thông của lữ đoàn, bà nói: mặc dù cứ 10 đơn vị như vậy, chỉ có một trường hợp được tuyển, kết quả này vẫn là một thành công. Chiến dịch thứ 2 minh họa những binh sĩ Ukraine nghênh diện đối phương. Chiến dịch thứ 3 tạo dựng hình ảnh tân binh Ukraine ngồi trên ghế tựa, điều khiển UAV trên bầu trời xanh. Công tác sáng tạo nội dung cử lữ đoàn do một đội 20 người đảm nhận, trong đó có 13 binh sĩ và 7 dân thường. Thông điệp do họ tạo ra xuất hiện trên hơn 1.000 tấm áp phích trên khắp đất nước Ukraine. Họ cũng xây dựng các quảng cáo trên nền tảng số, sử dụng kinh phí từ kênh YouTube của chính họ, với số người đăng ký lên tới 1,3 triệu và thu nhập hơn 15.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Ít ngày trước, theo hãng thông tấn Yudinform, sau khi họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh giữa Ukraine và Nga đang xảy ra trên khắp mặt trận, đặc biệt khốc liệt ở hướng thành phố Pokrov và Kurakhov ở tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo,
quân đội Ukraine đã tạo ra các công trình kiên cố và mạng lưới đường hầm gần Vulena, Donetsk, khu vực Nga đã giành được quyền kiểm soát. Trước đó, Nga thông báo nhóm chiến đấu phía đông của nước này đã giành được pháo đài chiến lược Vulena sau khi Ukraine bám trụ ở đây trong 2 năm. Tuyên bố viết, như các binh sĩ đã nói, Ukraine xây dựng các công sự kiên cố theo hướng Vulena và tạo ra một mạng lưới đường hầm và các ụ súng dưới các tấm bê tông, nhưng các binh sĩ Nga từ vùng Primorye đã có kinh nghiệm tấn công các vị trí như vậy. Ví dụ, họ có phương pháp giải quyết các cứ điểm bằng đạn thả từ máy bay không người lái cho đến khi đạn dược của Ukraine phát nổ. Hồi đầu tháng, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk DPR Denis Pushilin nói trong đoạn video đăng trên Telegram, rất nhiều thứ mà quân đội Ukraine chuẩn bị trong gần 10 năm qua đã được phơi bày. Nhiều km hầm trú ẩn, lối đi. Giờ đây, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Lãnh đạo DPR chỉ ra rằng, Vulena rất quan trọng đối với quân đội Ukraine vì các tòa nhà cao tầng ở thị trấn này giúp quân đội có thể theo dõi những cuộc giao tranh từ khoảng cách hàng chục km. Đồng quan điểm, một nguồn tin của hãng thông tấn TASS cho biết thêm, Vulena là một khu vực kiên cố, có tầm quan trọng chiến lược đối với Ukraine. Việc giành quyền kiểm soát khu vực này sẽ giúp đảm bảo khả năng tiếp cận Mariupol và các tuyến đường sắt ở phía nam DPR, tạo điều kiện để quân đội Nga tiến xa hơn về phía khu định cư Kurakovo. Theo phía Nga, Vulena thất thủ là do binh sĩ được Ukraine điều động tới bảo vệ chào lửa này chưa được đào tạo bài bản và chỉ có một số ít kháng cự tới cùng, trong khi phần lớn đã rút lui hoặc đầu hàng. Chỉ huy nhóm tấn công Nga có mật danh Savan cho biết, trước đây, họ, binh sĩ Ukraine, luôn mang theo tài liệu và được huấn luyện tại các căn cứ của NATO. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Họ không có thời gian để huấn luyện binh sĩ và ngay lập tức đưa họ ra chiến trường. Báo European Pravda dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã tấn công cảng dầu ngoài khơi Feodosia ở bán đảo Crimea. Cảng dầu này trước đây đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào tháng 3 năm 2024. Tình báo Anh sau khi phân tích vụ tấn công vào cảng dầu biển Feodosia ở Crimea đã lưu ý rằng Ukraine dần dần tiếp tục làm suy yếu tiềm năng quân sự của Nga trên bán đảo. Đánh giá của tình báo Anh nhấn mạnh rằng các mục tiêu bị tấn công ở Crimea năm 2024 còn bao gồm các hệ thống phòng không, sân bay, trung tâm chỉ huy, cơ sở hải quân, cơ sở hậu cần và tuyến vượt eo biển Kerch. Hồi tháng 9, tình báo Anh viết rằng Nga đang bao phủ cây cầu Crimea bằng hàng rào vật lý, phòng không và một số phương tiện khác, với hy vọng bảo vệ cây cầu này khỏi các cuộc tấn công mới của Ukraine. Trước đó, tình báo ghi nhận vai trò ngày càng tăng của máy bay không người lái hải quân trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời đưa tin tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Oniohorsky-Gonyak bị tấn công ở cảng Novorossiya đã trở thành tàu quân sự bị hư hại nặng nhất của Nga sau vụ chìm tàu tuần dương Moscow. Trong năm 2024, Ukraine đã có những thành công đáng kể bên trong và xung quanh bán đảo chiến lược hiện vẫn do Nga kiểm soát này. Kể từ đầu xung đột vũ trang Nga-Ukraine, phía Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu lớn trên bán đảo Crimea. Những mục tiêu bị tấn công này đóng vai trò quan trọng với chiến lược quân sự của Nga ở Crimea, cũng như ở những khu vực miền nam Ukraine nằm dưới quyền kiểm soát của Nga vào lúc này. Những mục tiêu đó bao gồm căn cứ không quân, trạm radar, chốt liên lạc và các hệ thống phòng không Nga. Trước thực tế bất lợi này, Nga được cho là đã điều một số hệ thống phòng không của mình ra khỏi khu vực Tây Bắc của bán đảo Crimea và tập trung chúng về những vị trí gần cầu Kerch hay còn gọi là cầu Crimea, nối bán đảo Crimea với đất liền Nga qua eo biển Kerch. Nhưng khi ấy, những nơi khác của bán đảo Crimea lại càng dễ bị tấn công hơn nữa. Nhằm làm suy yếu các tuyến tiếp tế của quân đội Nga, đồng thời cô lập Crimea, quân đội Ukraine đã tấn công các phà được sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế quân sự từ Nga tới Crimea qua eo biển Kerch. Hồi mùa xuân và mùa hè năm 2024, Ukraine đã tiến hành một loạt vụ tập kích vào các con phà ở Crimea, cũng như ở vùng Krasnodar của Nga nằm cận kề. Những cuộc tập kích này đã cắt đứt đường tiếp tế chính của quân đội Nga tại đây, buộc Moscow phải tìm các cách mới như sử dụng xà lan và gia tăng hệ thống phòng không hai bên cầu Kerch. Giờ đây, Ukraine chủ yếu chĩa mũi nhọn vào eo biển Kerch, nơi đã trở thành yết hầu dễ bị tổn thương của Nga. Nỗ lực của Ukraine nhằm cô lập Crimea là nhờ vào việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, bao gồm tên lửa chiến thuật lục quân Mỹ ATACMS và tên lửa hành trình của Anh và của Pháp. Phương Tây coi Crimea vẫn là lãnh thổ của Ukraine,
nên họ không lập rào hạn chế Ukraine sử dụng những vũ khí tầm xa này để tấn công vào đây. Mặc dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã có những tiết lộ rằng Ukraine vẫn đối mặt với một số hạn chế trong sử dụng vũ khí phương Tây tại Crimea. Ông nói, chúng tôi không thể sử dụng mọi thứ ở mọi nơi trên bán đảo Crimea. Nếu Ukraine loại bỏ được nốt các hạn chế này, thì họ sẽ gây thêm khó khăn lớn hơn nữa cho Nga tại khu vực bán đảo Crimea. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.